Trong thời gian vừa qua thì nó rất nhiều các cô các chú các anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em mình Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là hôm nay thì anh em mình Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin hai chị em ở một tỉnh rất xa. Thì hôm nay về đây cầm hình cầu cứu nhờ anh em mình Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con gái của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào hai chị gái nha. Rồi chào chị bên này cầm tấm hình. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết được chị họ tên là gì? Mình là Bùi Thị Vẹn. Bùi thị gì? Bùi Thị Vẹn. Vẹn. Dạ. Vẹn Toàn. Dạ. Rồi chị nhiêu tuổi rồi? Mình năm nay 52 tuổi. 52 tuổi, mình nguyên quán ở đâu chị? Quê quán thật sự thì ở An Giang mà mình đang trú ngụ ở Kiên Giang. Rồi, hôm nay chị cùng với ai đây? Cùng với dì Năm. Em ruột. Em ruột. Dạ. Về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai ạ? À? Dạ tìm con gái. Dạ, chị có thể chị giới thiệu là con gái chị họ tên là gì? Con gái mình là Lê Thị Thùy Linh, năm nay 19 tuổi. Dạ. Rồi, mình... chị cho mà này. Lý do tại sao mà hôm nay chị phải đến về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm con gái? Cũng như là chỗ mai mối để kêu con nó làm ở Bình Dương mà nhưng mình ở An Giang. Kêu con về để dự để cho người coi mắt xong xuôi là trong vòng hơn 2 tuần để mà tới ngày đám nối. Mà nhưng trước ngày đám nối một ngày là con đi thử áo dài đó thì mà kể như là ngày mùng 8 đi. Mùng 8 đi thử áo dài qua mùng 9 là ngày đám nối của con. Mà nhưng ngày mùng 8 nó ra nó thử áo dài cùng với chồng nó rồi nó đi làm móng đó thì nó bước ra đường là nó mất tiêu. Trong vòng có 5 phút thôi mà chồng nó bước theo là tìm không được. Là hôm nay là đúng 4 ngày rồi mà nhưng không có tin tức. Chỉ là nhắn tin qua điện thoại thôi chứ nó điện không bắt máy. Có lúc thì nó gọi là gì, có lúc nó gọi bằng cô. Vậy là biết nó phải ở cùng với ai mình không biết được. Giờ mình muốn để nhờ hiệp sĩ để tìm con cho biết nó ở nơi nào. Dạ xin phép chị nha. Chị có thể nhắc lại là con chị họ tên là gì? Lê Thị Thùy Linh. Lê Thị Thùy Linh. Dạ năm nay con chị là trước cái thời điểm mà mất tích là con chị sống ở đâu? Nó đã hồi trước thì ở chợ Búng Bình Dương. Chợ Búng Bình Dương nha. À. Dạ. Rồi, con chị đang làm công việc gì tại Bình Dương? Nó đang làm nó làm công ty mà nhưng nó nghỉ gì thôi việc cũng hơn tháng nay rồi. Ừ, sao thôi việc chị biết không? Cũng như là làm trong công ty đó bạn bè ăn hiếp như làm chung á, người ăn hiếp quá mình nóng ruột mình kêu con nghỉ rồi con nghe lời nghỉ. Nghỉ thì ai lui? Lấy nghỉ gì sống? Rồi nó về đó nó phụ với anh nó. Anh nó là Lê Thị chứ Lê Văn thì Chí Linh. Rồi. Đó, cũng như đó ở với anh nó rồi trong khi đó chỗ mai mối rồi mình gọi nó về quê để mà gả. Chị cho mày khoan họ cái câu đó tính sau ha. Chị cho mày là con chị ấy, từ quê lên Bình Dương để làm công ty lâu chưa? Nó sống ở trên này với mình là mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Gần 20 năm, vậy là từ nhỏ ở đây. Dạ. Sinh ở đây luôn. Không, sinh ở quê. Sinh quê đem sinh sống tại Bình Dương. Dạ. Nhỏ là lên Bình Dương cùng mẹ. Dạ. Dạ. Chị cho hỏi là chị đang làm công việc gì? Mình làm hồi đó mình ra đây làm công nhân mà mình về quê đâu cũng hơn năm rồi. Mình chị mới về quê. Dạ. Trước cái thời điểm mà chị về quê mà con gái chị mất tích là con gái chị sống ở Bình Dương là sống với ai? Anh mẹ, Tư của nó. Là con trai chị luôn. Con trai của mình luôn. Hai anh em sống chung. Dạ. Dạ. Con trai chị có vợ chưa? Dạ chưa. Còn hai anh em sống chung với nhau tại phòng trọ. Dạ. Và phụ việc anh. Phụ việc anh nó bán trà sữa. Trước cái thời điểm đó là chị biết là con gái chị là có người yêu chưa? Dạ chưa, nó nói không có. Mình hỏi hoài mà nhưng nó nói con không có người yêu mà cũng không có quen bạn trai luôn, chỉ có quen bạn gái thôi. Chị thấy á, cái tính tình của con chị á, những năm gần đây có thay đổi hoặc có cái gì bất thường không? Dạ không, nó rất hiền hòa, rất là thiệt thà. Hiện nhưng theo chị nhìn nhận được là con chị thích con trai hay thích con gái? Hình như là nó quen bạn gái thôi, không quen bạn trai. Lý do? Thì nó không thích con trai. Ừ, không thích con trai. Vậy là con chị này chắc là đồng tính rồi, đúng không? Nếu mà nó đồng tính là nó không có nghe lời mình về để cứ gả. Cưới, cái đó là về nhiều lý do. Có thể là vì thương cha mẹ, không muốn để cho cha mẹ buồn. Hoặc có thể là cưới xong để đó, rồi đường ai đấy đi. Rất nhiều câu chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua rồi. Thì các anh em đã ghi nhận rất nhiều câu chuyện đăng tải rồi, đúng không ạ? Bây giờ chị cho em hỏi này, vậy là con gái chị tự nguyện từ Bình Dương về quê để gặp một người bạn trai. Cái người bạn trai đó họ tên là gì? Không biết họ tên. Gọi là con rể đó. Không biết họ mà chỉ mình biết nó là tên Thọ thôi. Thọ. Tại mình nói rồi mình quên rồi mình không nhớ được. Cái người đó, người tên Thọ đó có gần nhà chị không? Ở cùng quê cũng biết.
biết là gia đình mình biết lâu chưa? Mình chỉ mới biết ra qua mai mối thôi. Ai là người làm mai cho chị vậy? Cũng như bà con bên chồng mình. Làm mai là đây là thanh niên này đẹp trai đúng không? Dạ. Hai người nếu mà được thì hai người hai bên gia đình đến với nhau là thông gia. Dạ. Cái người thanh niên đó chị nhìn thì làm sao có được không? Rất hiền mà rất được hiền mà cũng được. Người đó nhiêu tuổi chị? 29. Hơn con chị 10 tuổi. Hơn 10 tuổi mà nó hai đứa nó đứng lại nó bằng với nhau chứ không có phân biệt. Rồi, con chị đến cái người đàn ông nó đến nhà chị mấy lần rồi? Nó đến ngày coi với cái ngày đi thử áo cưới. Tổng cộng đến nhà chị bao nhiêu lần? Chị biết không? Hai lần. Tất cả chỉ có hai lần thôi. Dạ. Bao nhiêu thời gian mà có hai lần chị? Trong vòng hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng mà tới hai lần, sao ít vậy? Cũng như tại vì nó ở Bình Dương về thì chờ tới ngày coi, ngày vô coi rồi. Coi là coi gì? Coi mặt. Coi mắt. Coi mắt xong rồi hẹn ngày nói, rồi nó mới tới trước ngày nói để mà chở đi chụp hình cưới. Đó. Hai đứa cũng rất là thân mật. Chị trong hỏi này, ở quê chị hiện nay vẫn làm mai là mối nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ qua bằng làm mai thôi chứ không có tự. Trước đây chị có làm mai hay là chị tự yêu nhau? Mình hồi đó cũng tự làm mai. Đến giờ phút này chị thấy làm mai có ok không? Cũng được. Cũng được. Dạ. Cũng được nhưng nhiều cuộc tình khác không được. Bởi vì nó có nhiều câu chuyện xảy ra rồi. Đồng ý là cái này là tùy duyên thôi. Cũng có thể làm mai cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng có thể làm mai là không hiểu nhau. Bởi vì theo em nhìn nhận ở đây là trong cái quãng thời gian rất dài, đúng không? Con chị đang làm tại Bình Dương mà thanh niên này đang làm tại quê. Hai người có thể là không gặp nhau và chưa biết nhau là ai. Vì vậy mới gặp nhau có thể thích nhau thôi. Tạm gọi là thích, đúng chưa? Mà mới gặp nhau chỉ có hai lần thôi. Chưa thể hiểu nhau điều gì, chưa thể biết nhau về tất cả mọi mặt. Mà đã đi đến một cái đám cưới thì em thấy thực sự là vì vậy cho nên con chị bỏ trốn là đúng. Nha. May là đám cưới sớm, à chưa đám cưới, chưa kịp đó. Cưới xong rồi bỏ trốn thì chị còn phiền nữa kìa, đúng không? Vừa cưới xong hôm trước hôm sau nhiều cô dâu bỏ trốn rồi. Con chị về gặp mặt cái người thanh niên đó, chị có hỏi lại con chị là có đồng ý hay không? Có mà đó. Nó có đồng ý là mình mới tiến tới cái đám nói lắm, cũng như là hai đứa nó thì trong khi cái thằng đó nó cũng ở, nó chở đi rồi nó về nó ở trong nhà mình một ngày một đêm luôn. Thấy hai đứa con cũng rất là quấn quýt với nhau, nó nói chuyện mình rất là thương. Đó, cái ngày mà nó chở đi thử áo dài, nó hỏi cái thằng thanh niên đó thì nó cũng nói trong khi con chở đi trên đường con không nghe tiếng điện thoại mà nhưng thì Linh cũng vẫn ôm áo ếch của con, vẫn nói chuyện cười giỡn bình thường, mà tới chừng tới chỗ áo cưới rồi thì bước xuống xe đó thì nó vô lấy áo cho thằng đó để thử áo dài, rồi nó nói thôi anh ở đây em bước ra ngoài em đi làm móng. Trong khi đó bước ra ngoài làm móng thì trong thằng này nó nói đợi anh chứ, thì nó cởi áo ra thì trong vòng chưa được 5 phút nó bước ra thì mất dáng nữa. Mà chạy đi đâu mất tiêu luôn. Chạy đi đâu mất tiêu luôn, kiếm không được. Sao em nghĩ đó chạy theo đó là mình ăn. Mà em nghĩ rằng á, em nghĩ rằng chắc là có người tới rước rồi. Vậy là có người tới trước. Dạ đúng rồi, em nếu nghĩ vậy. Nếu có người tới trước thì chắc chắn là con chị đã hẹn ai đó rồi. Dạ. Cái địa điểm mà thử áo dài để chụp hình cưới đó, cái điểm đó là con chị chọn hay người thanh niên đã chọn? Con mình chọn. À, vậy là con chị biết cái địa điểm rồi. Dạ. Từ cái điểm đó về nhà chị có xa không? Xa. Xa. À, đi khoảng bao nhiêu thời gian chị biết không? Chắc nằm tầm nửa tiếng tới. Chị cho hỏi này, trước đây con chị bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian về gặp gia đình một lần? Trước đây? Trước đây chỉ Tết về thôi. Một năm về một lần? Dạ. Tết mới về thăm gia đình? Dạ. Đúng không? Được. Cái tính tình con chị là thời gian gần đây, đặc biệt là trong những ngày mà chuẩn bị về gặp thanh niên này, chị thấy làm sao? Mình thấy nó bình thường. Không có gì biểu hiện gì? Dạ, không có bao hiện. Mình tại vì nó ở xa, mình cũng hay điện lên hỏi con. Nói con không có bạn trai đâu mẹ đừng lo, con không có giống những cái đứa khác mà hư hỏng đâu mẹ sợ đó, nó chỉ nó nhắn với mình như vậy thôi. Chị cho hỏi này, gia đình của bạn trai là có đồng và là bên bên thông gia có tới nhà chị không? Dạ có. Đông đủ không chị? Dạ tới cái ngày coi là tới 7 người. 7 người. Hẹn mình đã chủ định nhà hẹn để hẹn ngày cưới chưa? Dạ chỉ hẹn ngày đám nói thôi, chưa đám cưới. Đám nói xong rồi mới đám cưới luôn đấy. Dạ đúng, đúng rồi. Chưa? Thường ở quê là như vậy. Đám nói rồi tới mừng mấy ngày sau mới đám cưới. Ừ. Tại vì bên đàn trai nó chỉ coi được có cái tháng 6 này là được ngày cưới, ngày nói thôi chứ không có tháng nào được nữa. Có thể là nhiều khi là cái đám nói là nói chuyện đó, đúng không? Mình bữa đầu tiên á, có thể là người trong người ta xin cưới luôn. Dạ. Ừ. Rồi, bây giờ là hiện nay là con chị bỏ đi đến giờ phút này mấy ngày rồi? 4 ngày, ngày nay nó là đúng 4 ngày đó. Ừ. Mà mình không liên lạc được. Gia đình bên chồng là bên thông gia của chị ấy, có hỏi và có tìm không?
có đốc mình đi tìm. Đốc đi tìm phụ ha. Dạ. Bên đó người ta có đi tìm phụ chị không? Không, ta không biết đâu tìm, cũng như ta đốc mình đi tìm, chỉ dẫn cho mình đi ra đây gặp anh thôi, gặp mấy anh ở đây thôi chứ. Thì hiện nay người ta không biết đi đâu tìm. Vợ chồng mình cũng dốt lắm, không biết. Thì dốt mà cũng đâu biết đâu. Dạ. Anh em liên lạc rồi, không đi qua rồi, đâu có biết ở đâu. Tìm mà tìm kim dưới đáy biển. Dạ, chỉ nhắn tin thôi chứ nó điện thoại thì reo mà nó không trả lời. Đến giờ phút này chị nghi ngờ điều gì xảy ra đến với con chị? Mình chỉ nghi ngờ là nghe nó thường thường thì mình cũng hay nói nó quen cái cô đó ở trên mạng. Cô đó là cô nào? Mình cũng không biết. Trai gái? Không, gái. Khoảng nhiêu tuổi chị biết không? Nó lớn tuổi hơn nó. Chỉ biết vậy thôi chứ mình cũng không biết mặt mà cũng không chạm mặt bao giờ. Chị có hỏi là con chị là cái người đó làm gì không? Công việc gì không? Nó phụ bán quán cơm á. Phụ bán quán cơm. Chỉ nghe cháu mình nói qua thôi chứ mình cũng không biết. Đến giờ phút này chị đã tìm hiểu tất cả những người thân hoặc những bạn bè cùng trang lứa với con gái chị chưa? Tìm rồi mà nhưng nó không tới ai hết. Không tới ai hết. Dạ. Còn giờ đi đâu không biết. Giờ đi đâu thì... Chị cũng nghĩ rằng hay là vì lý do nào đó, trước đây con chị đã lỡ hứa với gia đình hoặc lỡ hứa với thanh niên đó là em sẽ yêu anh hoặc con sẽ lấy chồng. Nhưng đến khi mà một cái ngày nào đó, đúng cái hôm mà đi thử đồ áo cưới đó, con chị chợt nhận ra hoặc chợt bừng tỉnh là con chị bỏ trốn luôn. Chị nghĩ điều đó không? Mình không nghĩ điều đó mà mình nghĩ là có người tác động nó mà để nó ấy vậy thôi chứ theo mà từ cái ngày nó về nhà rồi nó tiếp xúc với thằng đó cho tới ngày mà nó mất tích là mình thấy nó không có cái điểm nào mà để không thương thằng này hết. Mình nhận thấy như mình cũng dạy con như hỏi như về sống bên chồng như thế nào nó trả lời mình rất yên tâm. Hiện giờ nè nó nghe tin ba của người mà tới cưới nó đó bệnh, nó còn nói muốn hỏi thăm mà nhưng nó không thể nào để tiếp xúc như cái người đến cưới nó được, nó sợ. Sợ điều gì chị? Nó nói là nó không đối mặt được á. Sao vậy? Như tới ngày như thương như chở nó đi đồ này kia đó, rồi giờ nó làm như vậy thì nó cũng như là nó mất mặt, nó không để tiếp xúc với người chồng sắp cưới của nó. Chị cũng nghĩ rằng con chị yêu ai đó mà đã có thể là yêu lâu rồi, đúng không? Mà có thể vì lý do như vậy nên hôm đấy là con chị giật mình tỉnh dậy là con chị bỏ chạy luôn đi theo người ta. Chị nói thẳng với mình hỏi là nó không có quyền ai hết á. Mình nói hỏi nó thì nó là nó không có. Ở nhà nó bán trà sữa rồi mấy gì nó điện nấu gì ăn ga ăn rồi gì à. Chứ không có thấy nó đi chơi, không có đi chơi mà cũng không tiếp xúc với ai. Mà nó cũng không chơi với đứa nào luôn, nó nằm nhà vậy đó. Chị cho hỏi này, con chị sống với chị đến thời điểm nào từ nhỏ đến giờ? Từ đó giờ thì sống với mình, chỉ mình về quê hơn năm nay thôi. Còn từ trước là nó không còn ở chung với mình. Là khoảng 17-18 tuổi là dạ. Con chị vẫn ở với chị. Dạ. Chị thấy con chị cái tính cách làm sao? Thì nó hiền, nó ngoan, mình nói gì thì nghe cái nấy. Trước đi làm về có đưa tiền cho chị không? Có chứ, đưa cho mình đầy đủ hết, chỉ cho con nhiêu thì xài nhiêu thôi, chứ con không có đòi hỏi. Con chị có đi chơi bời đâu không? Dạ không. Không. Sắm sửa quần áo vàng dòng là mình tự nguyện cho con thôi, chứ con cũng không đòi. Đến giờ phút này chị nghi ngờ điều gì nhất? Hay là chị nghi ngờ đến với một người phụ nữ lớn tuổi đó thôi? Mình chỉ nghi ngờ người lớn tuổi đó để tác động con trong lúc nó khờ dại thôi, chứ còn mình nghĩ là nó rất thương người này, thằng cái người thanh niên này, cái người chồng sắp thương mà tại sao nó bỏ chạy? Mình cũng không hiểu, mình nghĩ là chắc tác động anh à. Anh thấy mấy tấm hình bị tác động thôi chứ anh chụp hình cưới đó là anh thấy nó bình thường. Hai người á. Cái ngày mà nó đi nó còn nói gì nè, thôi anh ơi mình đi ra ngoài sớm đi thôi, chưa nếu mà tiệm cưới chưa mở cửa thì mình ăn cái gì đó rồi mình vô quán uống cà phê chờ mở cửa mình qua mình thử. Đặng tranh thủ về sớm em còn giặt bộ đồ cho anh nữa. Đó là anh thấy những cái câu nói nó nói với chồng nó như thế đó là anh thấy có thể nó bỏ trốn được không? Mà mình không hiểu tại sao mình cưới làm cái dạng để anh cẩm á. Nó cười cái miệng tóc tét hai đứa nó chụp tự trong máu cứt á. Nó cười. Đây chắc chắn là con chị đã kết hợp hoặc đã liên hệ sẵn rồi. Là tới điểm A, điểm B chụp hình đám cưới đó. Sau đó con chị dụ hoặc là tìm cách nào đó để cho người đàn ông đó là thanh niên đó chuẩn bị là người chồng của mình vào thay đồ và con chị lên xe đi với người ta luôn. Đã hẹn nhau sữa trước rồi, đó là lên kịch bản rồi, có điều chị không có biết thôi. Thì mình nghĩ nó bị tác động trong phút dại dột vậy thôi, chứ mình nghĩ nó không đây, có đến nỗi như vậy đâu. Đây anh, có thể là một cái sự sắp xếp, chứ tác động chỉ một hai cuộc điện thoại hoặc một hai câu thì không bao giờ có thể là từ bỏ một cách nhanh vội như vậy được. Chứ em nghĩ mấy gì anh thấy đi trên đường đi đi mà nó còn ở, còn hai tay nó còn ơ ớt thằng kia mà nói chuyện cười giỡn bình thường mà. Con chị đi này có đem theo tiền bạc để đi không? Dạ không. Người không luôn? Không, người không, có bộ đồ như đó thôi chứ nó con không mặc đồ màu gì hay là màu này luôn? Nó con mình nó mặc bộ màu hồng cam á. Áo khoác màu đen. Đặc điểm nhận dạng con chị cao mét mấy? Nó cũng cao à, nó cũng cỡ chặn mình á.
Mét được mét năm mét sáu không? Cũng mới cỡ mét tư, cỡ mét tư Sao mét mét rưỡi, tư? Chị thì sao là mét tư không, được? nó cỡ mét tư mét rưỡi rồi chứ nó không cao Tư hơn chữ thì đâu. thấp mà. Chị mét năm mấy? Mình thôi mình hình như mét năm á, mét rưỡi á. Đâu mà đưa hình cưới ra cho anh giờ coi, anh ra nó Hình đứng cưới đây, đâu? nó đứng đây, nó bị đặt hình Vậy là cưới. hiện nay đến thời điểm này chị đã tìm con ở những đâu rồi? Mình tìm ở trong Dòng quê, họ rồi mình anh tìm tìm dòng họ thôi anh chứ em bạn bè mình đều tìm hết đâu. mà nhưng không có tin tức. Chị có sợ là con chị bị bắt bị bán không? Em sợ vụ nhỏ Thì đó em vụ nghĩ là bị vụ nhỏ con gái có đó thể thì là vụ người gì nào thôi. đó người ta dụ con chị, Đúng rồi. mục đích chính người ta bán con chị Ừ, sợ để vụ đó. kiếm tiền. Mình chỉ sợ điều đó thôi, bởi mới tới Hiện đây nay bây những cái giờ. dòng tin nhắn đó chị theo như gia đình nhìn nhận lại có phải tin nhắn của con không? Mình cũng không Thấy biết được. hồi nó kêu bằng cô, hồi nó kêu bằng dì, còn mình là trực tiếp là dì của nó luôn. Mà nó kêu bây giờ nó kêu lộn xộn cả. Nó kêu Dạ, lộn đó, xộn, ba hồi hồi thì là nó nói kêu dì, ba hồi cô. nó nói con. Rồi, em xem nào. Bây giờ nó kêu bằng cô, nó kêu gì tùm lum hết chứ á. Là em Con sợ bị lừa rồi. chị cũng cao chứ không có thấp. Thì đó, Nói cũng kể với chung cô dâu luôn đó. là nó luôn đó, hai đứa nó luôn đó. Nó đi chụp, hai đứa luôn đó, hai đứa nó đi ăn. Rồi. Đến giờ phút này là con chị đi từ mùng mấy, hai mấy? Đi ngày mùng 7, mùng 8. Mùng 8. Sáng lúc 7 giờ, 7 giờ Mùng 7 con á. 8 tháng 7 năm 2023. Vào khoảng mấy giờ Nếu chị? mà mùng 8 là em nói mùng 8 là tháng 6 mà nghe chứ không tháng 7 ngày dưới á. Ngày dưới em không biết. Thì Là ngày 25 tây. À 25 tây. 25 tây tháng 7. Hôm nay 29 đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, ngày nay ngày thứ 6 rồi. Thầy nó đi vào lúc 7 giờ mấy giờ? 7 giờ mấy 7 giờ sáng? mấy giờ? Dạ. 7 giờ sáng. Dạ. Và hiện nay là người chồng có đến nhà chị không? Từ hôm đó có đến nhà chị không? Không đến mà nó liên lạc, nó điện riết à. Điện Điện riết hỏi sao? thăm. Có gần nhà chị mà lại không tới. Chạy tới hai tiếng Chạy mấy đồng tính hồ mới tới hai nhà. Sao xa dữ vậy? Tại vì từ ở Tại Châu vì Đốc mà chạy vô tới trong tới Kiên Giang. Kiên Giang. Cả hơn 100 cây. Dạ. Cũng không phải gần, đây là quá xa rồi. Dạ. Còn như cái nhà gốc đó là mới gần. Nhà gốc Nhà gần gốc mình không là ở lên đó. đó mình không Bây giờ chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là con gái chị xem được video này. Con gái chị hãy suy nghĩ lại để con gái chị quay trở về Thôi hoặc bây giờ tìm còn cách gì liên hệ cho đi. các anh em đội Diệp Sinh Hải Dương. Chịu thì mẹ gả, không chịu thì Không, thôi. bây giờ em không nói tới điều gả nữa. Tại vì á, cũng như là bây giờ của bên đàn trai đã hủy rồi, không cưới nữa. Bây giờ em yêu cầu để cho con nó quay về, để sống cùng với anh nó, cho mình đỡ lo. Bây giờ lường gạt nhiều quá, mà bây giờ nó đi tình cảnh này á, mình cũng rất là lo sợ là bị gạt đi. Đó, mình chỉ yêu cầu bên anh hiệp sĩ để tìm được nó cho mình, để biết cái con như thế nào là được, chứ mình không yêu cầu Chị có con điều cái nào gì muốn đâu. chia sẻ trên video này? Hy vọng con gái chị xem được, con gái chị suy nghĩ lại để con gái chị liên hệ cho các anh em đội Hiệp Sĩ Quân Dương. Dạ mời chị. Giờ bây giờ nói mình không biết nói Chị có thương con sao chị không? nó Thương bây con rất giờ thương rồi rồi à. thương chị nói làm sao để cho nó gọi điện Bây giờ cho con về chị. đây. Bây giờ cũng như con, nếu mà con nói con đi làm ở Bình Dương này thì con cứ về đi, rồi để gặp mẹ, rồi mẹ cũng không trách phó gì con hết, với điều là mẹ cũng không gả gì nữa. Thì sau này con muốn gì thì con tự tự để lo bản thân con, mẹ không can thiệp vô nữa. Thì mẹ rất là lo cho con đó. Thì con không dám về thì điện dì Năm đem đồ để cho con biết chỗ ăn chỗ ở con là được rồi, là dì Năm ấy cho con rồi, con muốn tự làm tự sống thì mẹ con không có kêu con nữa. Em xin phép chị này, em hỏi lại chị lần nữa, chị có ép hoặc gia đình có ép con chị buộc phải lấy chồng hoặc buộc phải lấy thanh niên đó không? Dạ không, Có không? dạ không, Rất chỉ nhiều gia đình hiện nay đang ép con. mình không ép, mà nhưng mình chỉ Ừ. nói con Mình ơi nói là bây nói qua giờ hay là mình nói bắt buộc? chỉ nói qua, bây giờ cái chỗ đó mẹ thấy được có thể con nương tựa con sống đời sống của con được, đừng có giống mẹ mà khổ cả đời. Bây giờ mẹ cũng từng tuổi này rồi mà nhưng mẹ không được gì hết đó. Bây giờ con sống, nếu mà mẹ thấy mẹ gả chỗ này cho con nương tựa sau này cho con được khỏe đỡ tấm thân con thôi, chứ đừng giống như mẹ nghèo khổ như thế này. Thì mình chỉ khuyên con như vậy thôi, rồi con nó mới nghe theo, rồi mới tới ngày hẹn cứ gả đó, chứ mình cũng không ép buộc gì. Hiện nay là gia đình bên nhà trai là họ hủy hôn luôn rồi, tám chị. Họ hủy chưa? Quỷ rồi, tao quỷ thì tao tao không tới thứ quỷ. Cái bảy, này mình tài thứ chỉ bảy bây tới giờ tao cưới rồi mà tới giờ mười muốn đi rồi. 18 19 tới là mới tới đám cưới, mà nhưng người ta chỉ đốc mình đi cái tìm con Ở thôi trước mắt là rồi tìm về. đã rồi tính sau đúng không? Dạ, để về coi nếu mà hỏi lại coi con chấp nhận thì người ta tới cưới, còn nếu không thì thôi. Chứ để cưới về rồi sợ sau này bỏ đi rồi khổ cho con cháu của bên đàn trai.
chứ người ta cũng không bắt buộc là phải cưới. Mình cũng vậy, bây giờ tùy con, nếu con không chịu thì thôi, chứ không có bắt buộc để cưới gả. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo là một cô dâu chuẩn bị cưới và chuẩn bị về nhà chồng đến nơi rồi, mà không hiểu lý do nào đó mà hiện nay em gái này đã bỏ đi một cách bí ẩn. Đến giờ phút này, hiện nay đến ngày thứ 6 rồi, chưa có thông tin về chính thức bé gái này đang ở đâu. Nếu ai phát hiện được thông tin em gái này đang sinh sống ở đâu và liên hệ cho anh em, giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, anh em sẽ tìm cách khuyên giúp em gái này quay trở về cùng với gia đình. Bởi vì trong thời gian vừa qua đã rất nhiều câu chuyện xảy ra trên mạng xã hội, rất nhiều người, các bậc phụ huynh về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con. Đặc biệt là nhiều cô dâu hiện nay cưới về 1 đến 2 ngày là cô dâu bỏ trốn. Vì nhiều câu chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua là rất nhiều gia đình hiện nay ép con, buộc lòng con phải nghe lời, hoặc vì lý do nào đó mà con phải nghe lời cha mẹ. Đến giờ phút này cưới xong rồi và các cô dâu đa số là bỏ trốn. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Hy vọng trong thời gian tới thì các bậc phụ huynh xem xét, tìm hiểu thật kỹ, tránh tình trạng ép con hoặc là làm mai làm mối những cái điều đến giờ phút này sau hiện đại, thời đại 4.0 là làm mai làm mối cái điều cũng rất phức tạp. Bởi đôi khi là chưa hiểu nhau, mới gặp nhau 1-2 lần mà đã quay về để sống với nhau mà thành vợ chồng, thì cái điều đó để sống với nhau hạnh phúc không phải không có nhưng rất ít. Hy vọng là các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành giúp anh em đổi hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ nhiều hơn nữa để các anh em tiếp tục là tìm thấy bé gái này đang ở đâu để giúp bé gái này quay trở về cùng gia đình. Dạ, xin phép hai chị này, hiện nay bây giờ cái cuộc trò chuyện của mình ấy cũng rất dài rồi. Hai chị còn điều nào muốn chia sẻ cho con gái không? Chị còn nói gì nó không bà? Không còn gì. Bây giờ mình nói với nó nhiều quá, là giờ mình không biết nói cách nào. Giờ con thì Linh, con có gì thì ấy cho mẹ. Rồi mời chị gái cái này, chị là gì? Mời chị. Thôi thì Linh ơi, giờ con có thương mẹ với thương mấy vị thì thôi con về đi, cho mẹ với dì đừng có gầu lo nữa. Rồi dì đem đồ cho con ở trên này bằng với anh chứ Linh, chứ không mẹ không có kêu con gì dướng nữa đâu. Dạ. Rồi. Hiện nay là hai chị ở từ tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con. Dạ. Hai chị hiện nay có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải chia sẻ cái nội dung, cái thông tin của mình lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con không? Cho anh đăng lên đi, đặng cho kiếm cháu nó mau về, chứ để nhiều khi sợ người ta lừa gạt bán thôi. Dạ. Cho nó mình, người ta có gặp ở đâu người ta điện cho mình, nhiều khi nhà trọ rồi đó người ta gặp người ta điện. Dạ. Chị gái này có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng thông tin này của con chị lên mạng không? Dạ, đồng. Con đồng ý không? Dạ, đồng ý. Rồi, cuối video là cho phép công trần xin thay mặt các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc gia đình của hai chị cùng toàn thể mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức con gái chị ở đâu, giúp con chị quay trở về cùng gia đình chị nhé. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều các cô dâu, đặc biệt là các cô dâu mới cưới mà tuổi đời rất nhỏ, rất trẻ, đến giờ phút này không hiểu lý do nào đó, đến ngày cưới hoặc thậm chí cưới rồi đã bỏ gia đình nhà trai. Còn nhiều cô dâu khác có thể là ôm tài sản, nhưng đây đặc biệt cô dâu này bỏ đi người không. Hy vọng là trong thời gian tới thì các cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ, đồng hành giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương nhiều hơn nữa để các anh em tiếp tục giúp đời, giúp người. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.